Bố đầu nhỏ là siêu nhân. Siêu nhân mặt sắt ra tay. À, bố đầu nhỏ về rồi. Bố về rồi đây. Tăng ca 3 ngày liền mệt chết mất. Bố đầu nhỏ. Bố ơi. Gì vậy, con đầu to? Bố đầu nhỏ, con là siêu nhân mặt sắt, sức mạnh vô biên. Không tin thì chúng ta giật tay xem. Đừng mà con trai, bố đi làm về mệt lắm rồi. Siêu nhân mặt sắt, ta sẽ đánh bại ngươi. Con thắng rồi, con thắng rồi, con thắng rồi. Con đầu to, con thắng rồi, con giỏi quá. Lêu lêu bố đầu nhỏ yếu quá, kém xa con. Tranh con. Vì cậu con trai đáng yêu, mệt mấy cũng không sợ. Hả, thua rồi còn khóc. Siêu nhân mặt sắt lợi hại hơn bố nhiều. Nào, con đồ to ngoan, ăn thêm một chiếc bánh bao nữa đi. Bảo không ăn là không ăn. Siêu nhân mặt sắt không bao giờ ăn uống. Siêu nhân mặt sắt cái gì? Mau ăn đi. Bảo không ăn là không ăn mà. Đừng nóng, đừng nóng. Siêu nhân mặt sắt, người dám thi tài với ta không? Đương nhiên, thi cái gì? Thi ăn bánh bao. Hả? Siêu nhân mặt sắt thắng rồi. Siêu nhân mặt sắt thật lợi hại. Ta thua rồi. Ta chiến thắng rồi. Ta thắng rồi. Ta thắng rồi. Bóng đêm là kẻ thù lớn nhất của siêu nhân mặt sắt. Vì trong bóng tối có quái thú đáng sợ xuất hiện. Nó sẽ ăn thịt siêu nhân mặt sắt. Bố đầu nhỏ mau dậy đi, xem có phải mất điện không. Hả? Quái thú đến rồi. Quái thú. Siêu nhân mặt sắt mau đến cứu con với. Mau đến cứu con. Cứu con với. Bố mẹ ơi. Bố mẹ ơi, cứu con với. Cứu con với. Con đầu to, đừng sợ. Bố tới đây. Con trai đừng sợ, mở cửa ra. Bố mẹ đến rồi. Cứu con với. Tối quá, có quái vật muốn ăn thịt con. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cửa không mở được, làm sao đây? Đúng rồi, cửa sổ. Cứu con với. Con đồ ta đừng sợ, bố đến rồi đây. Bố sẽ cứu con ra. Hả? Siêu nhân mặt sắt. Bố đầu nhỏ. Đừng sợ, có bố đầu nhỏ ở đây. Ây da, hai bố con làm gì thế? Sốt hết cả ruột. Cảm ơn bố đầu nhỏ. Bố đầu nhỏ thật cừ khôi. Bố chính là siêu nhân mặt sắt của chúng ta.
nào tốt hơn. Thế nào hả đầu to? Canh của ai hấp dẫn con hơn? Ngửi mùi đều thấy thơm ngon, không phân biệt được của ai hơn. Vậy thì nếm thử đi. Đúng thế, thử đi con. Cái nào ngon hơn? Đều rất ngon ạ. Con làm giám khảo mà, không sợ đắc tội với ai. Em nghĩ nấu canh thì phải cho nhiều bột ngọt, như vậy thì mùi vị sẽ đậm đà hơn. Anh nghĩ nấu canh thì cho ít bột ngọt thôi, phải giữ nguyên vị ngọt của xương. Anh thì biết gì, anh mới nấu canh vài lần, nghe lời em chắc chắn không sai. Anh ngày nào cũng ăn canh em nấu, đương nhiên có quyền phát biểu. Nghe em, nghe anh, nghe em. Nấu canh có gì đáng phải tranh cãi? Người lớn cả rồi, sao còn trẻ con thế? Canh có gì ngon đâu, ăn kem ngon hơn nhiều, không cho bột ngọt. Anh đầu to ơi, có ngon không? Anh thấy cho bột ngọt hay không đều được cả. Bột ngọt gì cơ? Em cần phải cho bột ngọt á? Anh tưởng em hỏi món canh của bố mẹ anh. Không biết bố mẹ đã phân thắng bại chưa? Anh đầu to ơi, bố mẹ em cũng từng như vậy, qua vài ba ngày là ổn thôi. Em làm bánh kẹp cho anh nhé. Được. Sao lại là tương cà? Không đúng, không đúng. Anh đầu to, phải dùng sốt trộn salad chứ. Nhưng anh thích ăn tương cà. Không đúng. Bánh kẹp phải ăn kèm sốt trộn salad mới ngon. Cho tương cà là ngon nhất. Sốt salad, tương cà. Tương cà, tương cà. Sốt salad, sốt salad. Anh muốn ăn tương cà nên dùng sốt salad. Đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nữa. Đang yên đang lành sao lại đánh nhau thế? Phải đấy, hai đứa nói xem rốt cuộc có chuyện gì. Con đồ to, con là anh, sao không nhường em gái vậy? Dựa vào đâu mà anh phải nhường em? Ăn bánh kẹp thì phải cho tương cà chứ. Em ấy nói không đúng, còn không chịu thừa nhận. Không phải, nên cho sốt salad. Mẹ em luôn làm bánh kẹp như vậy. Nhưng bố đầu nhỏ làm cho anh toàn dùng tương cà. À, cách làm khác nhau là chuyện bình thường. Có đến mức cãi nhau về chuyện nhỏ này không? Đầu to, nào, mau xin lỗi em đi. Con không xin lỗi, bố mẹ cũng cãi nhau về cách nấu canh khác nhau đấy thôi. Có xin lỗi đâu. Vậy, bố làm gương nhé. Mẹ tập về, là anh sai. Em vừa phải đi làm vừa phải nấu cơm, mà anh còn kén chọn. Thực lòng xin lỗi em. Không không, là lỗi ở mẹ. Mẹ không nên chơi cười bố đầu nhỏ không biết nấu canh. Xin lỗi. Chúng ta thành công rồi. Chúc mừng bố đầu nhỏ và mẹ tạp về hòa thuận. Cạn ly. Quả nhiên là ăn cùng tương cà ngon. Sốt salad, tương cà. Sốt salad, tương cà. Hả? Sốt salad, tương cà. Sốt salad, sốt salad, tương cà. Sốt salad. Má hồng rửa không đi.
Mau vào đây. Anh đầu to ơi, đây là cái gì thế? Tớ đoán đây là màu dẻ đúng không? Dẻ như thế nào? Dẻ thế này nè. Tiểu mình biến thành con mèo râu đỏ rồi. Anh đầu to, em cũng giúp anh dẻ. Đầu to, cậu mọc râu rồi. Tớ mọc râu rồi, vậy là thành người lớn rồi. Anh Tiểu Minh, em vẽ thêm cho anh nhé. Không cần, không cần, em vẽ cho đầu to đi. Hãy xem sự lợi hại của tớ đây. Dính cả lên váy rồi. Đây là váy mới của em đấy. Mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng em. Này, em dùng cái này đi. Lau không sạch. Tiểu Minh, cậu xem, hai chúng ta giống diễn viên hát kịch trên TV chưa? Thú vị quá, chả thú vị gì cả. Sao rửa mãi không sạch? Em rửa mạnh vào. Rửa bằng nước cũng không sạch, làm sao đây? Màu cũng khô rồi. Cái này mẹ tập về dùng để rửa mặt, thử xem. Vết đỏ càng lan rộng hơn. Em thành quái vật mặt đỏ rồi. Kẹo bông, em đừng khóc. Làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Có cách rồi. Bất kể thứ gì bẩn cũng có thể cọ sạch. Đau quá, đừng cọ em. Anh còn chưa cọ mà. Kẹo bông, anh thoa kem làm trắng của mẹ tập về cho em nhé. Em không muốn làm quái vật mặt đỏ đâu. Đầu to, bây giờ nên làm thế nào đây? Tớ cũng hết cách rồi. Mẹ về rồi đây. Ai da, mấy đứa làm sao thế này? Sao thành mèo hết thế? Cô tập về ơi, cháu thành quái vật mặt đỏ rồi. Làm sao bây giờ? Con đồ to, nói mẹ nghe rốt cuộc có chuyện gì. Mẹ tập về, tụi con đang chơi màu dẻ, nhưng rửa kiểu gì cũng không sạch. Mấy đứa bôi sơn móng tay lên mặt hả? Được rồi, kẹo bông đừng khóc. Bây giờ cô giúp cháu lau sạch nhé. Kẹo bông vẫn xinh xắn như thường. Đây là sơn móng tay, phải có nước tẩy chuyên dụng mới rửa trôi được. Lần sau không được tự ý nghịch sơn móng tay nhé. Không lau đi được bằng xà phòng bình thường đâu. Nếu không cẩn thận, ăn phải là càng nguy hiểm hơn đấy. Mẹ xin lỗi các con nhé. Lần này là mẹ sai, không cất sơn móng tay ở chỗ an toàn. Từ sau mẹ nhất định sẽ chú ý. Được rồi, ba chú mèo con, đi chơi đi. Dạ. Yeah.
Học toán. Bố về rồi đây. Bố đồ nhỏ. Con đồ to lại chọc giận em à. Điểm toán của con đồ to đứng nhất lớp từ dưới lên. Anh nói xem có đáng giận hay không. Cái này à, điểm số như vậy đúng là không tốt lắm. Con đồ to, nếu hôm nay Tiểu Minh đi học thì con đã không đổi sổ rồi. Bạn ấy không đi học đâu phải lỗi của con. Con vẫn còn già mồm. Mẹ tập về, em đừng giận. Có anh đây. Em đừng quên anh là một kỹ sư. Anh đảm bảo có thể bổ túc cho con đồ to. Lần sau điểm toán của con chắc chắn sẽ đứng đầu lớp. Không vấn đề gì. Được, đây là anh tự nói đi nhé. Ngày mai thằng bé có bài kiểm tra toán. Bây giờ anh bổ túc cho con luôn đi. Con đồ to, không được lười biếng, không được ham chơi. Con đồ to, bình thường ở nhà trẻ con cũng học hành như thế này à? Con chào thầy. Tốt, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài nhé. Con đồ to, hôm nay các con học bài gì? Hôm nay tụi con học chuyền bóng. Con chuyền tốt nhất vì sức con khỏe. Bình thường chỉ có Tiểu Minh là đỡ được bóng của con. Nhưng hôm nay bạn ấy nghỉ. Các bạn khác đều chơi không giỏi. Sau đó đều không muốn chơi nữa. Tụi con liền chơi nhảy cừu với cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa là trò mới do con phát minh ra. Được rồi con đồ to. Bố hỏi là hôm nay ở nhà trẻ con học bài gì? Nói đi. Hình như là học phép cộng và phép trừ. Vậy bố sẽ giảng về phép cộng. 1 + 1 bằng mấy? Bằng 3. Sao lại bằng 3? Một bố đồ nhỏ cùng một mẹ tập về là bằng một gia đình có con đồ to. Chẳng 3 thì gì? Không đúng, bằng 2. Xem ra con thích hợp với phương pháp học vận dụng thực tế. Đây là đạo cụ dạy học. Bây giờ trên bàn có một quả táo. Bố lại mang thêm một quả nữa. Vậy bây giờ trên bàn có mấy quả? Con nghĩ xem. Trả lời đúng bố cho con ăn. Chẳng còn quả nào. Vì con sẽ ăn hết sạch. Một quả táo cộng một quả táo bằng 2 loại táo. Thôi được, ít ra cũng đếm đúng rồi. Con trai, giờ chúng ta sẽ học phép trừ. Không thể dùng đồ ăn làm đạo cụ nữa. Đúng rồi, dùng đồ chơi. Con đi lấy. Pháo đài đã hoàn thành. Được rồi, con đồ to, con nhìn pháo đài này dùng tổng cộng 12 mẫu gỗ. Nếu bố lấy đi 3 mẫu, thì còn lại mấy mẫu? Bố đồ nhỏ, sao bố lại phá pháo đài của con? Bố muốn dạy con phép trừ, không phải là phá pháo đài. Đúng là bố phá mà, con không học nữa. Được rồi, chúng ta đổi cách khác được không? Đoàn tàu đi vào đường hầm. Đoàn tàu đi lên cầu. Con đồ to, con nhìn xem. Ở đây có 10 đoạn đường ray. Nếu bố lấy đi 2 đoạn thì đường ray còn lại mấy đoạn? Không được, không được lấy đường ray đi. Tàu quả sẽ trật bánh. Bố đồ nhỏ, chả biết chơi gì cả. Chúng ta không phải đang chơi mà đang học phép trừ. Là bố không biết chơi ý. Lúc con chơi cùng Tiểu Minh, bạn ấy chẳng bao giờ dỡ pháo đài, cũng sẽ không phá đường ray. Con đồ to, con không thể chỉ nghĩ đến chơi như thế. Trong lúc chơi phải kết hợp với học đếm mới được. Đến xếp hình bố còn chẳng biết chơi. Con không học theo bố đâu. Em bảo hai bố con học toán kia mà. Đúng vậy, mẹ tập về. Bố con anh đang học toán đây. Bố đồ nhỏ, anh làm em thất vọng quá. Có người làm bố như anh không chứ? Bảo dạy con học thì anh lại ngồi chơi. Mau làm bài tập đi. Làm xong đi mẹ kiểm tra. Còn anh, bố đồ nhỏ, đọc 100 lần bản cửu chương cho em. Tại sao anh cũng phải chịu phạt? Mẹ tập về, oan uổng quá. Mẹ tập về là con muốn chơi. Con chịu phạt thay bố. Con có biết đọc không? Con biết. 1 × 1 = 1. 1 × 2 = 2. 1 × 3 = 3. 1 × 4 = 4. Biết thật kìa. Được rồi, vậy mẹ hỏi con, 5 × 6 bằng bao nhiêu? 5 × 6. Để con đếm xem. 1 × 1 = 1. 1 × 2 = 2. 1 × 3 = 3. 1 × 4 = 4. Đừng sốt ruột, con sắp đếm đến rồi. Ai da, vừa đếm đến đâu rồi nhỉ? 1 × 1 = 1. 1 × 2 = 2. 1 × 3 = 3.